mày đã đi tù vì nó bao nhiêu năm rồi hả? Mày có biết là trong bao nhiêu năm đó mày mất mát rất là nhiều thứ không? Tao nợ mày một mạng, tao sẽ trả cho mày một mạng. Mày phải có tất cả, mày hiểu chưa? Mày muốn lại giang hồ, tao dẫn mày đi được. Nhưng em không muốn theo một đại ca mà không nắm được ông khu trận. Nhưng mà trong một đêm thôi, thằng tiểu mã đệ tử của mày nó oánh cảnh cáo ba khu chợ lớn nhất của xã Đoàn. Mày giải thích đi. Anh em cái đánh chó gì? Lần này ông kiếm chuyện tôi trước, đừng có trách tôi gì sao? Ông muốn lên nắm trực một thủ, muốn làm đại ca nổi tiếng hay không biết. Tao cho đúng 12 tiếng đồng hồ, lối đâu thằng tiểu mã vào đây. Còn nếu không, mày tự mày chịu tội với xã.